Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tình Những đế chế doanh nghiệp được bảo kê Ngày 2 tháng 3, báo tiếng dân có bài Tỷ phú và quyền lực được bảo kê nơi cung đình của tác giả Trần Kỳ Khôi. Bài viết này chỉ mặt gọi tên một số nhân vật trong vấn nạn chung, quan chức bảo kê cho doanh nghiệp tư nhân. Nhân vật đầu tiên bị tác giả chỉ mặt là Nguyễn Văn Hậu, còn gọi là Hậu Pháo, Hậu Nổ, Hậu Vịt, sinh năm 1981, quê Vĩnh Phúc, học vấn chỉ cấp 2, nhưng hậu được một quan chức là bà con bên mẹ nhận làm con nuôi. Từ đó, cuộc đời Nguyễn Văn Hậu chính thức bước sang trang mới. Tác giả tóm tắt sự nghiệp của Nguyễn Văn Hậu như sau. Năm 2004, Hậu lập công ty Phúc Sơn, sau nâng lên thành tập đoàn Phúc Sơn. Bố nuôi lên chức, từ một quan chức cấp tỉnh leo lên đến phó thủ tướng, thì Hậu vịt cũng bám theo mà làm giàu. Và đây là hình Nguyễn Văn Hậu và bố nuôi Trịnh Đình Dũng. Phúc Sơn được thầu các dự án khủng, được đầu tư ngàn tỷ từ ngân sách nhà nước, ban đầu chỉ trong tỉnh Vĩnh Phúc, sau mở rộng ra nhiều tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Hà Nội và vươn đến tận Khánh Hòa. Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng nhảy vào kiểm tra và tiếp đó là vào năm 2021, thanh tra chính phủ vào cuộc và đã kết luận có nhiều sai phạm vi phạm pháp luật trong việc giao đất sân bay Nha Trang cho tập đoàn Phúc Sơn. Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng vào cuộc, nhưng mọi cuộc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ. Chỉ sau khi ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021, bị Bộ Chính trị khiển trách về mặt đảng vào ngày 27 tháng Giêng, thì số phận của hậu mới bị định đoạt. Một tháng sau, ngày 27 tháng 2, Bộ Công an khởi tố bắt giam Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Tác giả cho hay, Ngược thời gian, sẽ thấy những câu chuyện bảo kê còn rúng động hơn nhiều so với hậu Dũng. Và đây là hình bà Tư Hường, bà chủ của đế chế Hoàng Cầu và cố thủ tướng Phan Văn Khải. Tác giả dẫn dẫn chứng bằng câu chuyện của bà Trần Thị Hường, còn gọi là bà Tư Hường, sinh năm 1936, mất năm 2017, quê Bình Định. Bà Tư Hường với học vấn chưa hết lớp 5, gia đình nghèo khó nhưng nhờ có một cơ duyên được cố thủ tướng Phan Văn Khải bảo kê, trở thành người đứng đầu đế chế bất động sản hoàn cầu và ngân hàng Nam Á, sở hữu trường đại học Quang Trung, Quy Nhân và rất nhiều dự án bất động sản cùng chuỗi các công ty con của hoàng cầu khắp cả nước. Được biết, ông Sáu Khải giúp bà Tư Hường từ khi ông còn làm phó bí thư chủ tịch thành hộ. Một đế chế khác mà tác giả đề cập đến là Bảo Sơn Rúc do ông Nguyễn Trường Sơn sinh năm 1945, quê Nghệ An, làm chủ. Trong hệ sinh thái Bảo Sơn Rúc, hàng chục công ty như du lịch giải trí thiên đường Bảo Sơn, bệnh viện đa khoa Bảo Sơn, hotel Bảo Sơn với diện tích hàng chục hecta đất tại Hà Nội là những cổ máy kiếm tiền từ các dịch vụ giải trí, y tế, lưu trú đem lại ngàn tỷ cho Nguyễn Trường Sơn. Tác giả cho biết Nguyễn Trường Sơn là con nuôi của ông Đỗ Mười. Và đây là hình Nguyễn Trường Sơn, ông chủ của Bảo Sơn Rức. Nhân vật cuối cùng được tác giả đề cập là bà Nguyễn Thị Nga, tức Nga BRG, còn gọi là Nga Lật, sinh năm 1955, quê Hà Nội. Hiện bà Nga là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, Cbank bank đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Intimate Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn BGR, theo tác giả, cũng giống như Phạm Nhật Vượng, VinGroup, Lê Viết Lam, Sơn Rup, Nguyễn Thị Phương Thảo, Việt Air, đi lao động xứ người và trở về từ Đông Âu. Nga BRG theo hướng kinh doanh chính là buôn chính sách và buôn đất. Qua mặt hàng loạt ông trùm bất động sản máu mặt, Nga BRG đang là nữ đại gia sở hữu nhiều đất vàng nhất ở Hà Nội, sở hữu cả chục sân góp tiêu chuẩn thế giới, chuỗi các khách sạn sang trọng bậc nhất Việt Nam như khách sạn 5 sao Houston, Hà Nội. Ngoài ra, bà Nga còn sở hữu nhiều bất động sản ở các tỉnh thành khác. Theo tác giả, các thông tin bà Nga được các ủy viên bộ chính trị của nhiều khóa bỏ kê, thậm chí nhiều vị có cổ phần trong BRG, trong đó có ông chủ lò hiện nay. Đến nay, Nga BRG vẫn là nhân vật bất khả xâm phạm. Lý do có thông tin cho rằng ông Lê Hữu Báo, chồng bà Nga, là con rơi của ông Lê Duẩn. Tác giả bình luận một ngày nào đó quả bom BRG phát nổ tương tự như Vạn Thịnh Phát. Lúc ấy xem nhân vật nào sẽ ra tay cứu Nguyễn Thị Nga. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những đế chế doanh nghiệp được bảo kê Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Đại lạm quyền quá mức khi xua quân vào rạp kiểm tra độ tuổi khán giả. Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội Việt Nam xôn xao về một clip liên quan đến một bộ phim Mai gắn nhãn 18 cộng của đạo diễn Trấn Thành. Theo đó, công an đã xông vào rạp chiếu bộ phim này kiểm tra tuổi của khán giả đang xem phim. Hành động này của công an đã gây tranh cãi về hành vi lạm quyền. Báo Kinh tế Đô thị ngày 28 tháng 2 có bài bình luận kiểm tra độ tuổi khi khán giả đang xem phim Mai quyền khán giả cần được tôn trọng của tác giả Minh An. Và đây là hình kiểm tra độ tuổi khi khán giả đang xem phim Mai. Bài báo cho biết, việc lộ ra hành vi kiểm tra của công an bằng cách xông vào rạp phim đang chiếu, khán giả đang xem phim, đã dẫn đến nhiều tranh cãi về sự tôn trọng đối với khán giả. Dù dư luận đồng tình rằng, việc kiểm tra đối với khán giả trẻ là điều cần thiết. Tuy nhiên, cách mà công an đột ngột ập vào rạp chiếu phim để kiểm tra, đã khiến dư luận bất bình vì sự thô lỗ và lạm quyền của họ. Sự việc này xảy ra vào ngày 24 tháng 2, theo Vietnamnet Online, đại diện rạp CineStar đã xác nhận vụ việc và cho biết, hôm đó, đoàn thanh tra của phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 đi kiểm tra. Trong đoàn một số người mặc sắc phục công an và một số mặc đồ dân sự. Việc này xảy ra ngay giữa lúc bộ phim đang được công chiếu và kết quả đã cho thấy không có khán giả nào dưới 18 tuổi bị phát hiện vẫn theo người đại diện của CineStar. Trước đó, thanh tra quận 1 thành phố Hồ Chí Minh từng có nhiều đợt kiểm tra rạp này và cho rằng đây là việc làm thông thường có thể xảy ra ở bất cứ rạp nào trên cả nước. Việc bị kiểm tra bất ngờ không chỉ với CineStar mà còn xảy ra ở hầu hết các tỉnh thành. Đại diện hệ thống rạp CGV cũng cho biết các cụm rạp thuộc hệ thống tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội trong thời gian gần đây cũng bị các đoàn kiểm tra đột ngột xông vào tìm trẻ vị thành niên trong rạp. Và đây là hình được chụp từ video clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng ập vào rạp đang chiếu phim Mai để kiểm tra tuổi của khán giả. Trên mạng xã hội, nhiều người bất bình khi cho rằng các tổ chức kiểm tra như vậy là thô bạo, thiếu sự tôn trọng tối thiểu đối với khán giả khi họ đang xem phim. Các cơ quan chức năng cần xem lại cách thức kiểm tra, vì sao không kiểm tra từ đầu buổi chiếu cùng với cửa sót vé. Theo báo Kinh tế Đô Thị, nhiều người đặt câu hỏi vì kiểm tra là cần thiết nhưng kiểm tra khi khán giả đang xem phim buổi chiếu phim sẽ bị gián đoạn người xem hụt hẫng nhất là người chấp hành các quy định về độ tuổi được phép xem phim nhà báo Nguyễn Thiện cựu phóng viên báo phụ nữ thành phố đã mỉa mai trên trang cá nhân rằng việc kiểm tra rạp chiếu phim cho thấy Sài Gòn hết sức chú ý giáo dục thiếu niên fan này khỏi lo thiếu trường học rồi nhé theo giới quan sát trong thời gian gần đây, lực lượng công an Việt Nam đã có nhiều biểu hiện lạm quyền quá mức. Điều đó khiến lực lượng này trở thành một loại kiêu binh thời hiện đại, thao túng mọi mặt đời sống chính trị và xã hội ở Việt Nam hiện nay. Cựu tổng biên tập báo Sài Gòn tiếp thị, nhà báo Tâm Chánh đã bình luận và cảm thán rằng Sài Gòn để công an vô rạp xét tuổi người xem phim thì nước non này thành của công an cả rồi. Ai chủ trương và cấp nào quyết định chuyện tày trời đó? Và đây là hình bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Lực lượng chức năng cho biết họ kiểm tra dựa theo công văn chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với nội dung là tăng cường kiểm tra, giám sát bộ phim được dán nhãn 18+, cộng. và đặc biệt vì kiểm tra nhắm vào phim mai của đạo diễn Trấn Thành. Tránh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa, ông Lê Thanh Liêm sẽ trực tiếp kiểm tra việc kiểm soát độ tuổi khán giả xem phim theo quy định của lực điện ảnh 2022. Theo tránh thanh tra Lê Thanh Liêm, nếu các rạp không làm nghiêm ngặt khi kiểm tra phát hiện sai phạm, thanh tra bộ sẽ xử lý và người đứng đầu rạp sẽ phải chịu trách nhiệm. Công luận thấy rằng, điều vừa kể đã cho thấy Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang nỗ lực để tạo ra một nhà nước cảnh sát và duy trì chế độ công an trị. Điều này chỉ làm xấu đi hình ảnh của nhà nước Việt Nam trong con mắt của quốc tế. Rõ ràng, mối quan tâm lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là giữ vững an ninh chính trị để duy trì vị trí độc tôn lãnh đạo, quản lý nhà nước và xã hội của họ. Việc làm của Bộ Công an không hề xuất phát từ mục đích ít nước lợi dân và đang làm xấu hình ảnh một nhà nước tự cho mình là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Đại lạm quyền quá mức khi xua quân vào rạp kiểm tra độ tuổi của khán giả. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.